Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chương học mới và chúng ta sẽ tìm hiểu về Firm và cách cài đặt Lutein. Trong chương học này chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần Firm, Validate, cách cài đặt các Lutein như là Lutein về Editor, Lutein về Email. Ngoài ra chúng ta còn học về File và Upload File, cách sử dụng Ajax trong Xenomworld là như thế nào. Như vậy, nội dung đầu tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương học này đó là Gen Validator. Đối với Gen Validator thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó là gì, cách hoạt động và cách sử dụng của nó là như thế nào. Ở đây, các bạn thấy chúng ta có một phần lý thuyết tương đối ngắn về Validator. Gen Validator đây là một lớp, nó được sử dụng để kiểm tra dữ liệu có phù hợp với một hay là nhiều yêu cầu nào đó hay không. Chúng ta có thể sử dụng Gen Validator để kiểm tra dữ liệu từ phía người dùng họ nhập vào. Ví dụ như chúng ta sử dụng để kiểm tra người dùng nhập vào có phải là một giá trị kiểu số hay không, và giá trị kiểu số đó phải nằm trong một khoảng, ví dụ từ 5 đến 10. Hoặc là chúng ta sử dụng Gen Validator để kiểm tra một địa chỉ email nào đó có hợp lệ hay không. Đó là các chức năng mà chúng ta sẽ sử dụng về Validator. Các bạn thấy chúng ta tìm hiểu cách sử dụng của các lớp Gen Validator phổ biến. Xenomworld nó cung cấp cho chúng ta khá nhiều các lớp Gen Validator. Tuy nhiên trong thời lượng video của chúng ta không thể nào tìm hiểu hết tất cả các lớp này, mà tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các lớp phổ biến và đây là các lớp mà chúng ta thường sử dụng. Khi chúng ta tìm hiểu về các lớp này, chúng ta sẽ xoay quanh các vấn đề. Đó là cách để chúng ta khai báo và sử dụng lớp đó, thay đổi phần thông báo lỗi và cách để kết hợp nhiều validator lại với nhau. Các bạn thấy với yêu cầu hiện nay thì đối với một dữ liệu từ phía người dùng họ nhập vào, không chỉ đơn giản chúng ta kiểm tra nó thuộc kiểu số nguyên hay là thuộc địa chỉ email hay không, mà nó đòi hỏi nhiều yêu cầu ràng buộc khác. Do đó, để kiểm tra được thì chúng ta phải kết hợp nhiều validator lại. Chúng ta cũng được học một cách để có thể là tự xây dựng một validator cho riêng mình. Các lớp Xenomworld cung cấp tuy là khá nhiều, tuy nhiên trong mỗi dự án khác nhau nó lại có những yêu cầu riêng cho dự án đó. Và như vậy, đối với mỗi trường hợp người dùng họ nhập dữ liệu vào, đôi khi chúng ta có thể sử dụng các lớp validator đã được xây dựng sẵn, hoặc chúng ta phải tự mình xây dựng các lớp validator đó. Và nội dung cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để có thể xây dựng một validator cho riêng mình. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi đến phần slide. Và các bạn thấy ở phần slide này, tôi giới thiệu đến các bạn các lớp validator mà chúng ta sẽ được học. Lớp Bitcoin, lớp Dead, DB Recall Exit, DB No Recall Exit. Thì hai lớp này chúng ta sẽ sử dụng để kiểm tra vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu. Và việc thao tác với cơ sở dữ liệu chúng ta chưa học, do đó hai lớp này chúng ta sẽ khoan tìm hiểu. Khi nào chúng ta đã được trang bị kiến thức về cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ quay lại và chúng ta tìm hiểu nó sau. Tiếp tục, chúng ta tìm hiểu về lớp Digit, Email Address, File Extension, File Exit, File Size, File Workout, File Email, File Email Size và File Ecompress. Thì các bạn thấy với những phần tên nó khá tường minh thì khi chúng ta đọc vào chúng ta có thể hiểu được chức năng của nó được sử dụng nhằm mục đích gì. Ví dụ File Extension thì chúng ta có thể sử dụng để kiểm tra phần mở rộng. File Exit thì chúng ta có thể sử dụng để kiểm tra một tập tin nào đó nó có tồn tại hay không. Email để kiểm tra tập tin đó có phải là thuộc định dạng email hay không. Tiếp tục, chúng ta có Greater Than và Less Than, kiểm tra giá trị mà người dùng họ nhập vào lớn hơn hay nhỏ hơn một giá trị nào đó. Tiếp tục, In Array, Not Empty, Regret và Chinland. Đây là các lớp validator mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Như vậy, tôi cũng thực hiện qua các ví dụ về các lớp validator này. Chúng ta sẽ quay lại phần mã nguồn. Các bạn thấy ở phần mã nguồn này,
tôi đã tạo ra một module mới. Và module của chúng ta có tên là Form. Việc tạo ra một module bây giờ đối với chúng ta không còn là vấn đề khó khăn nữa. Do đó tôi sẽ không trình bày lại cách để chúng ta tạo mà tôi đã tạo sẵn cho các bạn. Chúng ta sẽ lướt qua một số thông tin về module Form này. Khi chúng ta tạo ra một module thì ở phần config của ứng dụng, các bạn thấy chúng ta tiến hành khai báo nó vào trong danh sách các module. Tiếp tục, chúng ta tạo ra một folder là form. Trong folder này có config, src, view và một tập tin module. Đối với tập tin module thì chúng ta thay đổi lại phần namespace cho nó. Các phương thức cơ bản như là onBootstrap, getConfig và getAutoloader cũng không có gì thay đổi. GetConfig thì chúng ta kéo vào tập tin cấu hình của module. Tiếp tục chúng ta có một phần cấu hình. Ở phần cấu hình này thì các bạn thấy tôi cấu hình cho router. Đối với router thì các bạn thấy chúng ta cấu hình theo dạng là gRouting. Seek Firm, và khi nó thỏa mãn điều kiện này chúng ta tiếp tục sử dụng router con, đó là shipment. Tiếp tục giá trị controller và action. Ở phía dưới thì chúng ta khai báo danh sách các controller nằm trong module form này và phần view manager để định nghĩa folder chứa các tập tin view nó nằm ở đâu. Tôi cũng tạo sẵn ra một controller. Các bạn thấy ở đây chúng ta có một tập tin index controller và tôi đã chuẩn bị sẵn một index action. Chúng ta sẽ thử truy cập vào. Các bạn thấy tôi đang truy cập vào module là form, controller là index và action là index, thì kết quả của chúng ta nó xuất hiện như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về các lớp validator. Do đó tôi sẽ tạo ra một controller mới. Ở đây chúng ta sẽ copy từ index controller và chúng ta thay đổi lại validator controller. Tiếp tục chúng ta vào tập tin này. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi lại tên của class. Nó sẽ là validator. Và chúng ta cũng tạo ra phần action cho nó. Ở đây tôi sẽ đặt là index01 action. Và chúng ta sẽ không cần đến tập tin view. Do đó tôi return về giá trị là font. Khi chúng ta tạo controller thì các bạn thấy chúng ta phải vào config để chúng ta khai báo cho nó. Copy xuống một dòng form controller và ở đây sẽ là validate. Tiếp tục ở đây chúng ta thay đổi thành validate controller. Như vậy tập tin config này chúng ta không còn dùng nó nữa. Tôi sẽ đóng nó lại và tôi thử kiểm tra. Truy cập vào validator và index01. Như vậy ở đây sẽ là validator. Tiếp tục index01 thì các bạn thấy chúng ta có một phần thông báo lỗi. Tôi thử kiểm tra lại. Ở đây nó liên quan về vấn đề đó là controller. Có thể là chúng ta đã khai báo nó sai trong tập tin config. Kiểm tra lại. Các bạn thấy chúng ta khai báo là validate. Ở đây phải là validator. Tôi copy nội dung này. Chúng ta demo đây. Chúng ta định dạng lại. Và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta đã truy cập được vào index01. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các lớp validator được cung cấp bởi Xenomworld. Ở index01, tôi sẽ quay lại phần controller và chúng ta sẽ tạo ra các phần ghi chú. Last validate đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu đó là Bitcoin. Thì đối với last này, nó thực hiện chức năng gì? Các bạn thấy, dựa vào tên gọi thì chúng ta thấy last này nó sẽ giúp cho chúng ta yêu cầu dữ liệu phải là kiểu number và nó sẽ nằm trong một khoảng nào đó. Và cách mà chúng ta sử dụng đến last validator này như thế nào? Ở đây tôi sẽ tắt phần echo đi. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng đó là validator. Nó sẽ bằng new vào thư viện của gen. Tiếp tục vào validator. Các bạn thấy có khá nhiều các class validator. Tôi sẽ chọn vào class đó là Bitcoin. Như vậy, chúng ta đã tiến hành tạo ra được một đối tượng validator. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện đó là tôi gán một giá trị. Tôi đặt là input. Input này chính là giá trị mà người dùng họ có thể nhập từ form
và chúng ta sẽ lấy giá trị này để chúng ta kiểm tra. Tôi cho input của chúng ta có giá trị là 2. Bây giờ, đối với giá trị input người dùng họ nhập vào, chúng ta quy định nó phải là một giá trị số và nó phải nằm giữa từ 2 cho đến 5 chẳng hạn. Như vậy, đối với Bitcoin, chúng ta truyền vào đây hai tham số. Giá trị nhỏ nhất là 2 và giá trị lớn nhất đó là 5. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện quá trình kiểm tra. Để kiểm tra thì chúng ta sẽ gọi nếu đối tượng validator, chúng ta sẽ gọi đến phương thức đó là invalid. Các bạn thấy chúng ta có một phương thức là invalid. Và khi chúng ta gọi phương thức này, chúng ta phải truyền vào một giá trị mà chúng ta muốn kiểm tra. Ở đây các bạn thấy chính là input. Do đó ở đây tôi sẽ thay thành value luôn cho nó dễ. Value của chúng ta bằng 2 và chúng ta truyền vào cho invalid. Đối với phương thức invalid này, nếu như giá trị value nó thỏa mãn thì nó sẽ trả về đó là true. Như vậy chúng ta có thể ghi như thế này: nếu như nó bằng true, chứng tỏ rằng giá trị của chúng ta là giá trị hợp lệ. Ở đây tôi sẽ echo ra tên của phương thức, chúng ta sẽ để cho nó là ok chẳng hạn. Trong trường hợp ngược lại, giá trị này nó không hợp lệ, và không hợp lệ thì tôi sẽ để thông báo là not ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào lại index 01 để chúng ta kiểm tra. Tôi refresh, các bạn thấy giá trị này là ok. 2 thì nó nằm giữa 2 và 5. Tôi thay thành giá trị 3, refresh lại thì các bạn thấy vẫn là ok. Tôi đưa thành giá trị là 6 chẳng hạn, chúng ta refresh thì các bạn thấy nội dung nó xuất hiện đó là not ok. Trong trường hợp này, khi mà giá trị của chúng ta nó không thỏa mãn, chúng ta muốn in ra câu thông báo lỗi thì chúng ta thực hiện bằng cách nào? Để in ra câu thông báo lỗi, chúng ta sẽ đặt một biến đó là message để lưu các thông báo lỗi này. Validator, chúng ta sẽ gọi đến phương thức getMessage. Thì các bạn thấy đây là một phương thức nó đã được xây dựng sẵn và chúng ta chỉ việc sử dụng nó. Và chúng ta sẽ thử in ra biến message này. Nó là một array, do đó chúng ta sẽ sử dụng cú pháp in mạng để chúng ta in ra phần message. Sau đó tôi refresh lại thì các bạn thấy chúng ta nhận được một thông báo lỗi. Đó là giá trị input của chúng ta nó không nằm giữa giá trị 2 và giá trị 5. Bây giờ tôi sẽ xuất ra phần thông báo lỗi. Và để xuất ra phần thông báo lỗi, chúng ta sử dụng đơn giản như sau. Echo, chúng ta gọi đến phương thức là current. Và truyền vào đây chính là array. Và array chính là biến message ở phía trên. Tiếp tục chúng ta refresh lại thì các bạn thấy chúng ta đã nhận được một thông báo lỗi. Đó là input của chúng ta nó không nằm giữa khoảng 2 và giá trị 5. Bây giờ tôi sẽ tạo ra phần ghi chú. Đối với value bằng 6 thì các bạn thấy not ok. Tôi sẽ thử một value mới. Tôi cho value là giá trị 3. Refresh lại thì các bạn thấy là ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử một giá trị kiểu chuỗi chẳng hạn. Ở đây tôi sẽ để là AS và tôi refresh. Các bạn thấy đây cũng là một phần thông báo lỗi. Tôi đặt giá trị của chúng ta. Giá trị số này tôi sẽ đưa vào hai dấu mở và đóng. Tôi refresh lại. Các bạn thấy cũng là ok. Tôi đưa vào đây một giá trị kiểu chuỗi 3A chẳng hạn. Và chúng ta refresh thì các bạn thấy vẫn là ok. Như vậy chúng ta đã hiểu về cách sử dụng. Trong trường hợp này thì value nó xem chuỗi 3A đó là số 3. Ở đây tôi sẽ thay đổi lại trường hợp này đó là ok. Ở đây là not ok, ở đây cũng là ok và ở đây cũng là ok. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét lại một tí. Thông thường thì người ta sẽ không hiển thị ra như thế này. Nếu như giá trị của chúng ta hợp lệ thì quá trình lưu vào cơ sở dữ liệu hay là một quá trình nào đó nó sẽ được thực hiện. Còn trong trường hợp dữ liệu của chúng ta không hợp lệ, các bạn thấy không hợp lệ có nghĩa rằng validator gọi đến invalid nó phải bằng false. Hoặc là chúng ta có thể viết ngắn gọn lại. Ở đây chúng ta chỉ việc đưa vào đó là phần phủ định. Phủ định của nội dung này đó là không hợp lệ.
và khi không hợp lệ thì chúng ta sẽ in ra phần thông báo lỗi. Tôi di chuyển nội dung này, chúng ta đem lên đây. Và phần echo hay là phần else này chúng ta sẽ bỏ đi. Tiếp tục tôi sẽ thay đổi thành một giá trị không hợp lệ, chỉ cần đưa vào đây một giá trị kiểu chuỗi phía trước số 3. Refresh lại. Tiếp tục chúng ta nhận được một phần thông báo lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một trường hợp khác. Trong trường hợp này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một tham số mới trong Bitcoin. Ở đây tôi sẽ click vào Bitcoin. Các bạn thấy nó là một option có 3 phần tử min, max và phần tử thứ 3. Đối với phần tử thứ 3 này, nó cho phép giá trị chúng ta truyền vào có bằng với các giá trị biên hay không. Tôi sẽ thử đưa vào đây. Ví dụ chúng ta đưa vào giá trị là true và tôi thay đổi phần value của chúng ta lại. Ở đây tôi sẽ đưa thành là not ok. Tiếp tục chúng ta sẽ bật lên giá trị là 2 chẳng hạn. Thì các bạn thấy 2 thì nó sẽ nằm sát với phần biên ở phía dưới. Tôi refresh lại. Chúng ta vẫn nhận được một giá trị rộng, chứng tỏ rằng 2 là giá trị hợp lệ. Tôi đưa thành giá trị là 5 và chúng ta refresh. Vẫn một trang trắng, chứng tỏ rằng nó hợp lệ. Bây giờ tôi thay đổi tham số thứ 3. Tôi không sử dụng true nữa mà tôi sẽ đưa thành giá trị false. Refresh lại. Thì các bạn thấy lúc này nó sẽ là không hợp lệ. Bởi vì nếu như chúng ta để giá trị mặc định hoặc chúng ta truyền vào giá trị true, có nghĩa rằng value mà chúng ta kiểm tra nó có thể bằng biên dưới hoặc là biên trên. Còn ngược lại, nếu như chúng ta truyền vào đây giá trị là false thì nó sẽ so sánh chính xác giá trị mà chúng ta truyền vào nó phải lớn hơn biên dưới và nó phải nhỏ hơn biên trên. Đây là tham số thứ 3 của phần Bitcoin mà chúng ta cũng lưu ý. Như vậy phần Bitcoin, và đây là cách sử dụng Bitcoin đầu tiên. Tôi sẽ ghi chú. Ở đây là trường hợp thứ nhất. Chúng ta sẽ đến với cách khai báo thứ hai của Last Validator. Thì đầu tiên chúng ta cũng tạo ra một validator. Và tôi không truyền theo kiểu đó là một chuỗi như thế này nữa. Nó sẽ có dạng là một array. Tiếp tục array của chúng ta sẽ có các phần tử gì? Tôi ghi chú ở đây là trường hợp thứ hai. Và array các bạn thấy chúng ta sẽ có 3 phần tử. Giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? Giá trị lớn nhất là bao nhiêu? Min, tiếp theo là max. Ở đây tôi cho là 5. Và phần tử cuối cùng, chúng ta copy nó đem qua đây. Chúng ta có chấp nhận nó bằng với biên trên hay là biên dưới hay không? Tôi chấp nhận, do đó tôi đưa vào giá trị true. Bây giờ chúng ta thử refresh lại. Và trước khi chúng ta thực hiện refresh, chúng ta sẽ thử kiểm tra xem. Các bạn thấy min là 2, max là 5. Tôi truyền vào giá trị là 5 và nó chấp nhận bằng với biên trên. Như vậy ở đây chúng ta sẽ xuất hiện ra một trang trắng. Thì các bạn thấy kết quả đúng như là ý mà chúng ta dự đoán. Nếu như tôi đưa vào đây giá trị là false và tôi refresh lại, thì các bạn thấy nó không chấp nhận việc bằng với hai giá trị biên. Do đó chúng ta đã nhận được một phần thông báo lỗi. Đây là cách khai báo thứ hai. Chúng ta còn một cách khai báo nữa. Tôi sẽ đến với trường hợp thứ ba. Lúc này chúng ta không cần truyền bất kỳ một giá trị gì cho phần Bitcoin cả. Chúng ta chỉ đơn giản là tạo ra một đối tượng validator. Tiếp tục đối tượng validator này chúng ta mới gọi đến các phương thức. Thiết lập giá trị nhỏ nhất, set min, tôi cho là 2. Tiếp tục thiết lập giá trị lớn nhất, set max, tôi cho là 5. Và cuối cùng đó là có cho phép bằng với giá trị biên hay không. Ở đây tôi cho bằng thì tôi sẽ đưa vào true. Và chúng ta thử refresh lại. Các bạn thấy chúng ta nhận được một trang trắng, bởi vì chúng ta cho phép nó bằng với giá trị biên. Và như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong Last Validate đầu tiên dùng để kiểm tra kiểu dữ liệu number nằm trong một khoảng nào đó. Trong video này chúng ta tìm hiểu về cách để chúng ta tạo ra một đối tượng validator. Và tôi hướng dẫn các bạn 3 cách mà chúng ta có thể gặp đối với trường hợp tạo ra một đối tượng validator.
ở các last validator khác thì chúng ta cũng có các phương pháp khởi tạo như thế này. Do đó tôi cũng trình bày với các bạn các phương pháp này để chúng ta khi đọc các phần mã nguồn khác thì chúng ta có thể hiểu nội dung mà các phần mã nguồn này nó viết nhằm phục vụ cho công việc gì.